Alo 1345678890 Thì chào Đức Nguyễn Tuấn Hưng Duy Hiếu Huế Anh Vũ Bình Minh Nguyễn Hương Đoàn Thanh Lâm Rồi Lê Phương Thảo Nguyễn Thế Huy Kim Tuyền Hưng Má Trơ Đạt B Hà tiết Diệp Ngọc Trân Duy Hiếu Duy Cường Duy Hoàng Khương Huy Hoàng Ngọc Trân Hà tiết Diệp Học Đỗ Lê Kiên Trung Đoàn Thanh Lâm Ok, thầy chào mấy đứa nhá. Nguyễn Hà Thanh, Chu Bảo Ngân, Hạ Thiên Diệp, Mạnh Tuấn, Hạ Thiên Diệp cháy. Ok, Nguyễn Đình Thị Trang, Đoàn Thanh Lâm, Nguyễn Quang Huy, Kim Thoa, Nguyễn Mai Chi, thầy chào mấy đứa. Ngày hôm nay thì trò chúng ta sẽ tiếp tục với đề tăng tốc số 03. Chúng ta sẽ làm khoảng 32 câu uh, quét các câu hỏi lý thuyết ở mức độ nhận biết thông hiểu và các câu hỏi uh, bài tập ở mức độ uh, thông hiểu nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các em sẵn sàng rồi thì các em chia sẻ livestream cho thầy để thầy có động lực và thầy sẽ chiến đấu với mấy đứa nhá chào tuấn hưng thanh thanh nguyễn đinh thùy trang hạ tiến diệp học đỗ hạ tiến diệp nguyễn đình thùy trang các bạn tang bạn bè vào giúp thầy nhá thanh hiệp trương hồng anh đới thị linh hà thị thu nhàn lê thụy thị thúy nga à thúy an nguyễn đinh thùy trang ok bạn nguyễn văn chánh lê mạnh tuấn hưng à, nguyễn duy lợi uy hoàng an lã duy cường thầy cảm ơn cường nhá nguyễn thị hải yến lê thùy linh ừ rồi hiền huyền phương chu tuấn hưng hôm nay mới có thời gian làm bài à thôi mấy đứa chia sẻ livestream giúp thầy đi sau đó thì uh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá các em mà uh, chịu khó theo cái chuỗi uh, uh, free tăng tốc uh, này của thầy ấy ở trong cái khóa 7 ngày bảy điểm này thì thầy tin chắc rằng là các bạn sẽ uh, nói chung là các em ít nhất là được 7 cộng đã những bạn nào học tốt thì các em sẽ chắc được cái phần kiến thức nền nhá tài hoa khánh phan ừ, rồi nguyễn văn chánh tuấn hưng nguyễn trần phước hiền chào hiền nhá Thế Diệp phương thủy tuấn hưng vào đi vào đi vào đi thầy thấy có vẻ như là ngày hôm nay ít bạn vào vào xem livestream nhờ à, quang anh trương ngọc anh em đang tắm vẫn cố comment để thầy chào ăn lã thôi vừa vừa vay phải, phải thôi hoàng ngọc trịnh hoàng hào à, tuấn hưng hạ đến diệp chiến thôi nhờ chiến nhá sẵn sàng chưa chiến nhá ngày hôm nay có vẻ ít bạn học nhờ nếu mà ít bạn học là thầy sẽ dừng chuỗi này và không uh, livestream cho mấy đứa đâu nhé uh, thiệt cho mấy đứa thôi ok Ok chưa? Ít nhất phải có nghìn bạn chứ Diệp Bích Trần, Viên Vũ, Khánh Phan Đi đâu hết rồi nhở? Hôm nay đi đâu hết rồi nhở? Ngày hôm nay đi chụp kỷ yếu à? Hay là uh, đi uh, liên hoan hay là uh, các bạn bận học mà chẳng thấy mấy đứa vào học nhở? Uh, thôi được rồi, thầy sẽ livestream ngay bây giờ để tí nữa thầy sẽ phải vào trong lớp VIP để chiến với các bạn ấy ở phần lý thuyết đếm, ở phần vô cơ, đúng không ạ? Thôi, chúng ta chiến nhá thầy chào chúng ta của hiện tại rồi vào đi mấy đứa ơi bắt đầu chiến thôi nào comment đáp án cho thầy đi à, các em nhớ là thầy sẽ không làm form thi cho cái phần này do đó thầy đăng đề lên cho các bạn các bạn chủ động các bạn lướt qua à, những bạn nào học tốt rồi ý, thậm chí em không cần phải đọc đề mà đến lúc livestream à, thầy dạy cho các bạn thì các bạn chiến luôn nhá nguyễn thủy tuấn hưng phương nhi phương Thủy hà tiên diệp hôm nay nhiều trường chụp kỷ yếu ạ à. thế à rồi ok nhất trí không sao hết các bạn cố gắng là giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể chiến trong giai đoạn tới nhá rồi câu hỏi số 1 are you ready chiến thôi. kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ ạ đó chính là canxi em nhá ờ, không thể sai được những câu này chúng ta làm thật nhanh thôi câu số hai nhóm gồm các kim loại kiềm mà đều phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường để tạo ra du kiềm thì chắc chắn đó là a rồi nari kali Đúng không? có thể tạo ra nari hydroxit và kali hydroxit nhá ờ, nhớ chưa câu số 3 nào hiền huyền tuyết sương hoàng phúc những bạn học tốt em không cần phải làm trước đâu nhá các bạn coi như cái chuỗi này là cái chuỗi để các em ôn cho kiến thức cho nó thật nhanh. À, chúng ta không cần phải làm trước cũng được nhé Rồi, Nguyễn Thế Hạ Thiên Diệp Phương Thùy Nguyễn Thủy. À, câu số 3 hợp chất nào sau đây là chất lưỡng tính? Em nhớ cho thầy này. À, lưỡng tính đó là gì ạ? Nhôm xít các em nhớ nhá. Nhôm ô oxit của nhôm hay là hiroxit của nhôm thì đều có tính lưỡng tính, nhưng nhớ cho thầy kim loại nhôm thì không có tính lưỡng tính đâu. Mặc dù nó có thể tác dụng được với gì ạ? Axit hoặc kiềm. Ok chưa? Ngoài ra thì mở rộng thêm một số cái hợp chất có tính lưỡng tính ví dụ như là các cái oxit hay là hydroxit của chrome đúng không? Một số cái ông, ví dụ như HCO3- hay aminozit các bạn mở rộng cho thầy nhé. Có số 4 nào? Hà Thiên Diệp, cảm ơn thảo Vi tặng sao thầy nhé em. Hà Thiên Diệp, Phương Thùy, Hà Thiên Diệp, Khánh Phan, Dương Thị Anh, Bùi Nguyên Vũ. Rồi, comment cho thầy có số nào, chắc là sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính tạm thời. Thì em nhớ cho thầy ấy, là đó chính là đáp án D nha. Na 2 siêu 3 nó có cái gốc siêu 3 2 trừ này. Nó có thể làm mềm tất cả các loại nước cứng của chúng ta. Với cái gốc là carbonate hay là gốc phốt phát, Các bạn nhớ chưa? Câu số 5 nào. Ừ, rồi Nguyễn Văn Tránh rất tốt. Hạ Thiên Diệp. Nguyễn Huy Hiệu. Ừ hôm nay dạo này thời tiết nó có vẻ là à, sấm chớp rồi mưa gió bão bùng cả đúng không ạ? Không sao. Nắng mưa là việc của rời còn việc học là của chúng ta. Nhiệt phân à, sắt thì ba hirosit đến khối lượng không đổi thì chất rắn thu được em nhớ chắc chắn đó là gì ạ? là Fe2O3. Nhá, nhớ chưa? Ok, câu số 6 nào. Công thức hóa học của chrome 2 sunfat thì đó chính là gì ạ? Đó chính là đáp án B. Đây này, nhớ cho này đọc kỹ vào đến lúc đi thi đọc thành chrome 3 nhá. Ok, tiếp nào câu số 7. Giang Tuấn Mai hiền huyền rất tốt. Câu số 7 comment cho thầy đi. Không được sai một câu nào thôi một ý nào thôi nhá. Câu số 7 nào cho gì chất x tác dụng nào hát thu được nari format và ăn gì thì nó chắc chắn nó phải là đáp ăn C rồi. Đây này em nhìn đây này. Đây nha cái gốc của chúng ta đây, đúng không? Câu số 8. Chất nào sau đây là axit béo thì đó là axit stearic luôn. Không cần phải nhắc nhiều nhé Nhưng nhớ cho thầy cái khái niệm axit béo ôn lại cho thầy khái niệm axit béo nhé Anh này là axit béo gì no dạng rắn đúng không? C17H35COOH. Người ta có thể biến tướng câu hỏi đi. Biến tướng rất nhiều các bạn có thể là xem cái chuỗi này để À, thấy là cái cách mà nó biến tướng nhé. Ừ, rồi Nguyễn Văn Tránh Hạ Thiên Diệp, Phạm Nguyên Khôi, cảm ơn em đã tặng sao cho thầy. Hạ Thiên Diệp, Nguyễn Thủy, sai thì tối xem live chữ ở lớp vip ạ, à, Nguyễn Thủy. Tuấn Hưng, Tuấn Hưng đã chọn 9 D hả? chất nào sau đây là mono thì chắc chắn đó là D rồi. Có thể là glue hoặc fruit chúng ta ôn lại em thấy không ạ? Thầy ôn lại cho các bạn toàn những cái câu mà các bạn đã làm nhiều lần rồi để các bạn nhớ kiến thức là chính thôi. À, mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng quẹt qua khoảng nửa tiếng đến một tiếng hóa đúng không? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ hóa xanh Hóa xanh thì chắc chắn đó là lysin rồi Có thể sai được đúng không? Anh này có hai nhóm NH2 Nha Nhớ chưa ạ? À, nhớ cho thầy là anilin hay là phenol thì không đổi màu quỳ Nhớ cho thầy câu đấy là được Nguyễn Đinh Thùy Trang Thủy Trần chúng ta của hiện tại có số 11 Ở điều kiện thường kim loại sau đây dẫn điện tốt nhất thì đó chính là bạc rồi nhá Bộ đội Việt Nam nhớ cho thầy thế Câu số 12 Carbon monoxid là chất khí rất độc, rất ít tan trong nước Oxit trung tính thì đó là C rồi Câu số 13 đẩy nhanh tốc độ lên cho thầy những cái câu này đẩy nhanh lên. Nhá, yeah, có số 13 nhóm các kim loại đều không phản ứng với axit HNO3 đặc nóng. Ê, nếu mà HNO3 đặc nóng thì chỉ có vàng và bạch kim thôi. Đúng không? Vàng và bạch kim. Nhá, yeah, nhớ cho thầy nhá, đáp án chuẩn luôn của chúng ta đó chính là 13 rồi. Dung anh Tống Hoàng Nguyễn Thị Lan. Ờ, ừ, ok, câu số 14. Tính chất học đặc trưng của kim loại là tính khử nhá em nhá. Nhớ cho thầy cái này thì học nhiều rồi, câu số 15. Trong bốn kim loại này, kim loại có tính khử mạnh nhất cái đề này là không có gây khó khăn và cũng không gây nhiễu cái gì cả đúng không? Đến câu 15 vẫn rất là ngon. Em nhớ cái này là cái dãy điện hóa là dãy hoạt động hóa học của kim loại. Khi bà con nào cần may áo giáp sắt vậy là đáp án chúng ta là D rồi. May nhá. Mà dễ, ok chưa? Câu số 15 xong. Phạm Nguyên Khôi chúc anh chị 2 k tư thi tốt. Đã tặng cho thầy 75 sao. Cảm ơn Khôi nhá. Khôi là sinh năm bao nhiêu Khôi ơi? Câu số 16 nào. Kim loại sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch điện phân dung dịch ý, thì em có thể là điều chế kim loại sau đây ạ. Comment cho thầy xem nào? Câu số 16 nhanh. Comment cho thầy cần chưa Nhớ cho thầy ấy có một cái kim loại mà em có thể được điều, điều chế được theo ba phương pháp đó là điện phân uh, điện phân này, Đấy, uh, nhiệt luyện và thủy luyện. Đó chính là đồng nhớ chưa? Còn những anh này ý, là chúng ta sẽ điện phân điện nóng chảy uh, muối của nó. Anh này uh, điện phân nóng chảy oxit của nó. Nha câu số 17 Anh này điện phân nóng chảy muối của rua nhớ chưa? Đăng Hà Văn Tùng Tài Ngô Rất tốt câu số 17 nào Cho bốn ông này đúng không ông kim loại của chúng ta ông có tính oxy hóa mạnh nhất Nếu mà nó hỏi có tính khử mạnh nhất thì, thì thì, biết chọn anh nào rồi đúng không Nhưng mà tính oxy hóa mạnh nhất thì cứ theo chiều từ trái sang phải nhá Tăng dần tính oxy hóa Thì đây chúng ta có là anh AG cộng này Ở Tính oxy hóa nó sẽ mạnh nhất Sau đó đến là gì ạ ừ, Khi bà con nào còn may áo sát lại em đọc cho thầy nhá Câu số 18 nào Ờ, thầy chào uh, Nguyễn Đình Nên Rồi ok Hạ uh, Thiên Diệp Nguyễn Huy Hiệu Rất tốt Dung Anh Tống Hoàng Khoái Văn Học Đỗ Nguyễn Thị Lan Hạ Thiên Diệp Câu số 18 Số nguyên tử Hydro Trong phân tử Ala Nào Ala chúng ta là C3H7NO2 Đúng không Đáp án chúng ta là C rồi Câu số 19 Phân tử Polymer nào sau đây có chứa Nitơ Chứa Nitơ thì đây rồi Nhá Ni, -ni 66 chắc chắn chứa nitơ rồi Có số 20 Đấy các em thấy không Quẹt rất nhanh Quẹt ca qua 20 câu chỉ trong vòng khoảng 7 5 7 phút thôi. Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng em. Hơn kém nhau một hay nhiều gì? nhóm CH2. Ok chưa? Cùng dãy đồng đẳng thì chúng ta chốt cho thầy là thằng nào đây? Thằng này gạch luôn. Đây axit đây là este. Đúng không? Đây rồi B. Nhá, yeah, có số 21. Nguyễn Huy Hiệu, học đỗ, Tuấn Hưng, Phương Thủy, Nguyễn Thủy, Phương Thủy, Nguyễn Huy Hiệu. Nguyễn Thủy rất tốt hạ thiên diệp. 21 nào? Comment thầy có số 21 nào? Rồi mỗi đứa thả cho thầy cái tim cái cho nó Cho nó nhìn màn hình nó rực rỡ tí Cho phấn khởi nào Nguyễn Anh Lan Khải Hân Những cái bạn nào mà không để avatar ấy, Thầy khuyên chân thành các bạn hãy thay cái avatar Ví dụ như là để một cái ảnh nó đẹp đẹp Nó có động lực cái kem Để cái ảnh nó không avatar nhìn trông nó Cảm giác nó tương lai mù mịt kinh khủng luôn ấy. Nhá thay avatar đi cho các ST như này người ta hỏi em là số ST mà tham gia phản ứng trùng hợp để tạo thành polymer thì điều kiện đó là phải gì ạ? phải có nối đôi ấy hoặc là vòng không bền, nhá nối đôi hoặc là vòng không bền, đúng không? thì chúng ta nhìn vào đây đều các hợp chất của chúng ta cứ tìm cái thằng nào cũng nối đôi để Vininastat có nối đôi, metin acrylat và metin metacrylat chúng ta nhá vậy là ba anh này có thể trùng hợp để tạo thành polymer. câu số 22 phát biểu nào sau đây là sai? rồi tăng độ khó lên một tí nhá em để avatar thầy rửa bát thế <laughs> à giặt quần áo chứ lại rửa bát Thầy đã có chụp một cái ảnh nào avatar rửa bát đâu, có số 2 nào Học đỗ rất tốt à, Phương Thủy à, à, Phương Thủy 21 chọn A đúng rồi à, Ure à, chứa nitơ là 46% chuẩn luôn Rồi chính xác đây nha, Ure chúng ta ấy là chứa 60% niter là sai rồi, các bạn chỉ cần lấy uh, Cho thầy đây là bao nhiêu 20 tử niter là 28 chia cho tổng khối lượng của nó thì ra nó khoảng là 46 Khoảng 46% là niter nhé và anh này là một trong những loại đạm tốt nhất chuẩn luôn này ok chờ hàm lượng nitơ cao nhất vậy à, a chúng ta là đã bán sai rồi nitro chúng ta là hỗn hợp của uh, gì ạ amoni hydrophosphat và kno 3 chuẩn luôn Đấy, đồ độ dinh dưỡng phân kali sẽ đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về gì ạ khối lượng của k 2 o oh, em nhớ nhá chuẩn rồi nhá super phát đơn thì gồm là đồng chí D-Hero canxi phát và canxi sulfat còn super super phát kép thì chỉ chứa một đồng chí này thôi nhớ nhá Câu số 23 chúng ta sẽ đi làm bài tập các em Hiền Huyền, Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, Trang, Nguyễn Tránh. Thầy uh, giới thiệu cho các bạn một số câu uh, bài tập nó ở cái mức độ tương đương một câu lý thuyết ấy. Do đó mà thầy hy vọng các em làm không sai. Cho magie mà phản ứng khí clo đúng không? Magie mà cộng với lại clo nó đẩy magie lên là MgCl2. Khối lượng của đồng chí này có rồi. Ê, quá nhẹ nhàng luôn, sau đó bảo toàn diện clo là chúng ta ra kết quả thôi. 14,25 em chia cho thầy với 95 thì nó bằng 0,15. À, không phải 15 thì đồng chí này số mon là không phải 15, người ta hỏi là gì? Khối lượng của khí clo vậy em nhân cho thấy 71. Nhân cho thấy 71 cái ra bằng 10,65. Ờ à, à, đúng không nhỉ? Nó hỏi cái gì nhỉ? À quên nhầm. À, hỏi maze sorry các em, nhân 24 không phải 15 nhân 24 bằng 3,6 đáp án chúng ta là B luôn. Câu số 24. Chuẩn rồi, nhầm thôi nhá. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 st etin astat và Metinformat format thu được sản phẩm thì em nhìn này gốc ancol là etin và metin hai ancol khác nhau vậy thu được hai ancol những đồng chí một ancol gạch đã đúng không à, gốc format và gốc astat là hai gốc muối khác nhau vậy hai muối và hai ancol chốt luôn không cần phải viết công thức dưới ra làm gì cả nha yeah. rồi tuấn mai nguyễn văn tránh lê thị thảo chúng ta chuyển sang một câu liên quan đến các boy hirat câu số 25 comment thầy câu số 25 nào nguyễn văn tránh khoái văn phương thùy lương hữu quân nguyễn thủy học đỗ à, chất x của chúng ta là vô định hình màu trắng và gì ạ không tan ở trong nước vô định hình là tinh bột rồi đúng không nghe anh vô định hình là tinh bột rồi nhá yeah. gạch luôn hai đồng chí ab đi trong nước nóng hay x ngậm nước trương phòng lên thành keo đó chính là hồ tinh bột tỷ phân x nhờ xúc tác của axit hoặc là enzyme em thu được chất y đó chính là gì ạ là alpha glu vậy đáp án chúng ta đó chính là đáp án d gạch c câu số 26 nào glu nhá lê thị thúy an đạt đại gia thái trần mỹ trân Ok, rất tốt, 26 Câu 26 nào Thủy phân ở đây là xác Carouser Đúng không em? Khi em thủy phân nó em sẽ thu được Glu và gì ạ? và Fruit Sau đó thì tráng bạc nó thì Em thu được là bốn bạc Thế thôi, nhá bốn bạc được chưa? Người ta hỏi em mà khối lượng của bạc Thì chúng ta có ngay là số mon của xác Carouser Em chia cho thằng này với 342 Vậy 20,52 chia cho 342 bằng 0,06 thì số mon của đồng chí này sẽ là 0,06 nhân 4 nhân với khối lượng của nó là 108 và nhớ cho thầy là hiệu suất là tính theo gì ạ là chất tham gia do đó nhân hiệu suất là 0,625 các em sẽ ra được cho thầy kết quả là m của kim loại bạc thôi là các em chọn là 26 là a hả 16,2 gam nhá các em chỉ cần làm một dòng thôi đáp án chúng ta là a nhé xong chưa rồi các số 27 27 này cũng rất nhanh này à, người ta đốt amin đúng không? Anh này no đơn chức mạch hở thì nó có dạng RNH2. khi đốt thì thu được là 1/2 hai ạ, nitơ. Thế thôi. sau đó thì làm sao cho anh này phản ứng với HCl? cho anh này phản ứng với HCl thì em sẽ tha ra được là muối. Ok chưa? Thì em nhìn này, số mol của nitơ đầu bài cho rồi là gì ạ? 0,05. Thì số mol em bảo toàn nitơ thì số mol của đồng chí này của chúng ta là 0,1. Đây 0,05 nhân với 2 là 0,1. Thì anh này ấy là Amin đơn chức Do đó mà số 1 của HCL cũng là 0.1 luôn Ô trời ơi dễ thế nhỉ B luôn Đọc chưa Học đố Lương Hữu Quân Hạ Thiên Diệp Mới 14 phút mà thầy đã chữa câu 26 rồi Hóa quá dễ ấy, đúng không ạ <laughs> Rồi câu số 28 28 nào Thầy nghĩ ấy, là cái chuỗi này nó rất hay cho các bạn Khi mà thầy đăng kênh youtube thì có rất nhiều bạn hưởng ứng cái chuỗi này Bởi vì sao Bởi vì hàng ngày ấy, các em bỏ ra khoảng nửa tiếng thôi Các em ôn kiến thức nó quẹt qua quẹt lại một tí cho các bạn nhớ thầy nghĩ là nó sẽ giúp cho các em uh, gọi là sâu chuỗi được cái mạch kiến thức của mình à, một câu hỏi về uh, lý uh, phát biểu đúng sai đúng không liên quan đến phần hữu cơ nhá tơ nitron được điều chế phản ứng trùng ngưng sai bét luôn đúng không anh này là trùng hợp một trong loại tơ được điều chế phản ứng hợp trùng hợp nhá trùng hợp vinin cyanur của chúng ta đúng không ôn lại thôi anh này có tên là tơ polyacrylonitrin hoặc là tơ ô long sợi bông hay sợi tơ tơ ô long đều thuộc loại tơ thiên nhiên sai rồi tơ ô long chúng ta thuộc loại tơ nhân tạo à tổng hợp cao su lưu hóa cấu trúc mạch không vân nhánh thằng này là mạch gì ạ mạch không gian nha đáp án chúng ta là d tơ ni lông sáu được điều chế và phản ứng đồng trùng ngưng thì chính xác nha đồng trùng ngưng yeah, hexamethylenediamine và axit adipic có sáu nguyên tử carbon ok có số hai chín nào nhật vĩ rồi chuẩn rồi câu số hai chín Câu này tăng độ khó lên một tí ti Nhưng mà à, câu này ấy là thầy đã chữa cho các bạn khá nhiều rồi Đặc biệt là các bạn trong lớp VIP Nha Là cái kiểu bài toán mà cho một kim loại kiềm Với kẹp với nhôm Sau đó thì cho vào nước sinh khí hydro Đúng không? Sau đó cho lại vào kiềm dư lại sinh khí hydro Đấy Cái kiểu bài toán này làm rất nhanh như thế này Ta sẽ có đây cái hỗn hợp X ấy Hôn hợp X ấy Em thấy là nó gồm kali và nhôm Đúng không? kali và nhôm Số mol của nó em có thể gọi đây là X Đây là Y đi Coi okay, nhé nhá Thế thì người ta sẽ chia thành hai hai, hai 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 kịch bản đúng không? Kịch bản thứ nhất là cho tác dụng với nước. Đấy, các bạn nhớ thầy này. Đây này, cho tác dụng với nước ấy. Được chưa? Cho tác dụng với nước ấy thì thì số em cứ nhớ số mol nhôm là phải tính theo số mol của của kali. Thế thôi. Em hình dung ra vấn đề không? Đây này, thầy viết là cho em nhé Bản chất là khi phản ứng với nước thì kali nó nó, nó nó, phản ứng với nước nó sinh ra 1/2 hydro. Đấy, còn nhôm ấy, nó phản ứng với kiềm và đứng với kiềm sinh ra đó cao hát ấy tóm lại sinh ra 3 phần hai hydro mấy đứa cứ nhớ thế cho thầy là được đấy. sau đó số mon đồng chí này là x này thì số mon đồng chí này là không năm x nhôm thì phải làm sao nhôm thì nó phải lúc này nó dư bởi vì làm sao nó sẽ bị giới hạn bởi số mon của cao hát này này cao hát ở trong uh, trong cái dung dịch của chúng ta ấy. nhá thì số mon đồng chí này em phải đặt là x cho thầy Cái này sẽ là một năm x đấy kiểu như thế vậy là tổng số mon của hydro là gì ạ một năm x cộng không năm x là bằng hai x 2x mà đầu bài cho em là 0,896 tức là bằng 0,04 đấy Thì em ra được cho thấy x nó bằng 0,02 Đấy là một cái cách làm rất là nhanh để em nhớ được cái bài này Nha ok, mấy đứa hình dung cho vấn đề này chưa Còn ở cái kịch bản số 2 là cho, cho tác dụng với kiềm dư này Thì em thấy cái lượng khí nó thoát ra nhiều hơn Nha, Lượng khí thoát ra nhiều hơn ở cái phản ứng số 1 đúng không Bởi vì làm sao, bởi vì nhôm nó hết Em nhớ thế Đây, Cộng với nào hát dư nhá thì vẫn là gì ạ vẫn là kali sinh ra được là 1 phần hai hydro này đấy. nhôm thì nó sinh ra vẫn là 3 phần hai hydro thế thì lần sau những bạn nào mà học được học thuộc được thì em làm nhanh luôn cho thầy đỡ phải viết ra như thầy số mol đồng chí này là x này đấy. Đấy. thì nó là gì ạ không phẩy không hai đấy thì đồng chí này là không phẩy không một này còn bây giờ số mol của nhôm là y thì ra đây là gì ạ một phẩy năm y vậy em thấy là ta sẽ có luôn là tổng số mol hydro sẽ là một phẩy năm y cộng với 0,01 bằng tổng số mol khí ở đây là 1,232. Em chia thầy 2,4 cái nó bằng 0,055. Và từ đây em nhẹ nhàng tính ra cho thầy Y thôi. Y bằng bao nhiêu? Y bằng là 0,045 chia 1,5 thì nó bằng là 0,03. Xong. Ok chưa? Y bằng 0,03 nhá. Đấy em thay vào đây. X bằng 0,02 này, Y bằng 0,03 và từ đây mới đưa ra cho thầy MX. Lấy đồng chí này nhân với lại bao nhiêu? Nhân với lại 39. Đồng chí này nhân với 27. Đó không bao nhiêu? Ừ, rồi rất tốt. Đấy. 1,59 đúng không? 1,59 gam. Nhá. Thì lần sau ấy, khi mà gặp cái kiểu bài này này, em thấy là gì ạ? Ờ, em chỉ cần giải cho thầy hệ hai phương trình. Thực ra không cần phải giải hệ đâu. Em nhẩm cho thầy như cái cách mà thầy hướng dẫn cho các bạn ở đây ấy. Nhá. Em được xem kỹ lại đi các bạn ở trong lớp vip em xem kỹ lại cho thầy cái bài toán về kim loại kiềm kiềm thủ tác dụng với nước nhé rồi chúng ta chuyển sang câu số 30 một câu lý thuyết đếm ở phần vô cơ người ta hỏi các bạn là như sau à... à, ờ rồi ok sau khi phản ứng kết thúc số thí nghiệm không thu được kim loại em nhé nào không thu được kim loại nhớ cho thầy ở cái phản ứng một này ấy, thì nó thu được kim loại rồi do đó gạch đi nhiệt phân bạc nitrat thì chắc chắn thu được bạc kim loại rồi ngoài ra sinh ra được nấu hai bộ oxy nữa thầy không cân bằng nhé Nung FeS2 trong không khí thì không thu được kim loại Vì sao? ạ? Bởi vì anh này mà cộng với oxy em Nó thu được oxit kim loại Fe2O3 và SO2 Đấy nhớ chưa Cho CO là một chất khử chúng ta tác dụng với đồng oxit thì chắc chắn thu được kim loại rồi Nó sẽ thu được đồng cộng với lại khí CO2 Đúng không? Cho Fe gì ạ? NO3 tất cả hai lần vào đây Ô đồng chí này có Fe2 cộng, đây có Ag cộng thì chắc chắn thu được 3 kim loại rồi Wow gạch luôn cho sắt tác dụng với lại đồng sun phát thì chắc chắn là sắt nó đẩy đồng ra thôi nó tạo ra là gì ạ? sắt hai cộng cộng với đồng vậy có kim loại rồi cũng gạch nốt nhớ chưa ừ, rồi bốn bạc được hạ tên diệp võ quang vinh học đỗ lương hữu quân à, rất tốt sáu là cho kém vào đây kém vào đây thì không có rồi nhá kém vào đây là kém không đây là chrome ba cộng như kiểu lại cho vào sắt ba cộng ấy. sắt fsl uh, ba thì nó tạo ra zn hai cộng cộng với lại gì cr hai cộng nhá không có kim loại sinh ra em nhớ thế và đôi khi các bạn cũng phải nhớ cho thầy là đồng chí này nó dùng dư nữa này về kim loại kẽm hết sạch rồi nung Ag2S trong không khí thì em sẽ thu được là bạc kim loại mất rồi nhớ gạch luôn à, nhớ chưa à, ờ rồi lương hữu quân rất tốt được đấy chuẩn đấy quân ơi à, cộng với lại SO2 nhá cho bari vào đây a à, đây rồi đây rồi tám vậy chúng ta có đáp án chúng ta là B em nhá tám là cho bari vào thì là kim loại kiềm thổ nó sẽ phản ứng với nước trước đúng không Đồng chí này phản ứng với nước trước nhé. Đây này trong dung dịch nó có nước em ạ. Nó tạo ra bari hiroxit. Sau đó bari hiroxit sẽ phản ứng với đồng chí này. Cộng với cus 4 để tạo ra là BaS4 kết tủa cộng với CuOH tất cả hai lần kết tủa. Đúng không? Rồi đáp án chúng ta chắc chắn B luôn, không sai được. 30 xong, 31 mốt nào? Mấy đứa hiểu bài không? Có số 31 nhé cho các phát biểu sau hỏi số phát biểu đúng một câu lý thuyết đếm ở phần uh, hữu cơ ở trong lớp vip thì các bạn đã ôn khá nhiều phần này rồi đúng không? Ở đây cơn thường glu và ala đều là chất rắn và dễ tan trong nước chuẩn luôn. Đường chúng ta thì em biết nó là chất rắn và dễ tan trong nước rồi còn ala chúng ta thì nó là amino acid đúng không? Thì thường nó là chất rắn và dễ tan trong nước cái câu này không cần giải thích thêm. Khi tham gia phản ứng trắng bạc glu bị oxy hóa thành axit gluconic sai rồi. Cái này sẽ bị oxy hóa đúng này nhưng mà tạo thành gì ạ muối uh, gì ạ uh, amoni gluconat cơ amoni gluconat đúng không chứ phải là anh thấy axit amylopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh con này sai bét là nhè rồi ấy. thằng này là, là có cấu trúc mạch gì ạ? mạch phân nhánh này amylose mới có cấu trúc mạch thẳng tức là không phân nhánh thành phần chính của cồn 70 độ là dùng sát tùng trùng đó là ethanol rồi chuẩn luôn Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu là hiện tượng đông tụ chất béo rồi luôn nha Protein Đông tụ protein nha các đồng chí nhá E Ơ nhầm 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 E sai gạch Tí tòi Cellulose trinitrat Đó chính là đồng chí C6H7O2 ONO2 tất cả 3 lần N lần đấy nhá anh này thằng nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo đúng và anh này ý, chính là thuốc súng không khói luôn Vậy là không phải là chế tạo thuốc súng không khói mà chính nó luôn Vậy là sai Và đáp chúng ta chỉ có hai thôi mà Nha, B tiếp Nhá Đúng không? Chốt là hai nhá Ok chưa? Ok, chuyển sang câu số 32 là câu cuối cùng Quá dễ luôn câu số 32 này Thì nhìn cái là ra đáp án luôn Chọn cho thầy xem nào Nào câu số 22 nào Câu số 32 nào Tiến hành 3 thí nghiệm nhá. 3 thí nghiệm 1 2 3. Câu này cực dễ luôn. Bây giờ thí nghiệm thứ nhất là cho gì ạ? Natri vào nước sinh V1 khí hydro. Câu thứ hai cho magie và axit sulfuric loãng sinh V2 khí hydro. Cho nhôm vào gì? Ạ? HCl loãng sinh ra V3 khí hydro. Cái ta hỏi em là gì? So sánh V1 V2 V3. Thì ở đây nó có một điểm đặc biệt đó là em cho mấy đồng chí này là cùng mol đúng không? Cho cùng mol. Thì uh, Nari cho vào đây ấy, thì uh, làm sao Nó sinh uh, Nari cộng với lại nước Sẽ sinh ra được là 1 phần 2 Hydro à, Maze cho vào đây sinh ra được là Hydro Nhôm cho vào HCL sinh ra được là gì ạ? À, Bao nhiêu nhỉ 3 phần 2 Hydro Đúng không à, Coi như là xét cho một mon ấy A bằng 1 đấy thì em thấy là rõ ràng là đồng chí này là không phải nhăm là nhỏ nhất sau đó đến đồng chí này và đến đồng chí này ấy. ôi rồi đáp án chúng ta là D nhá v 1 nhóm v 2 nhóm v 3 xong quá mềm mại luôn nhá vậy là ngày hôm nay thầy đã chữa xong cho các bạn là cái uh, chuỗi uh, cái buổi tăng tốc số 03 rồi uh, các em thấy cái chuỗi này nó có bổ ích cho các bạn không ạ uh, các bạn uh, nếu các bạn thấy nó chuỗi này bổ ích cho các em thì thầy sẽ tiếp tục duy trì tuy nhiên ý thì thầy thấy là các bạn có vẻ như là uh, gì nhỉ các bạn có vẻ như là cũng không xem trực tiếp được nhiều đúng không và cảm thấy là các bạn thế cái chuỗi này nó không không có hiệu quả ở mấy đứa mấy nhỉ thì nếu mà không hiệu quả thì thầy lại dừng thôi thầy sẽ tổ chức chuỗi free cho em nhưng mà nó phải hiệu quả cơ để cho đỡ mất thời gian của thầy cũng như là mất thời gian của team à, thầy cũng thông báo cho các bạn là chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng 5 rồi do đó, đó mà những bạn nào mà muốn chiến đấu với thầy ấy, thì các bạn hãy tham gia vào trong lớp vip của chúng ta Uh, hết tháng 5 là thầy sẽ dừng tuyển uh, với 2K4 Và những bạn nào muốn tham gia thì thầy cũng không thể tuyển em được nữa Bởi vì thời gian nó không đủ để các bạn có thể làm thay đổi tương lai của các bạn Do đó mà hãy cùng uh, vào và chiến với thầy nhé Hiện tại bây giờ thì khóa uh, VIP nó đang khuyến mãi lần cuối cùng với các bạn đấy Thì các bạn uh, thầy tin là khi các em vào các em sẽ không hối hận đâu Tuy nhiên đấy thì giai đoạn này là giai đoạn cuối rồi Do đó khi mà các bạn vào thì các bạn phải thực sự nỗ lực hết mình À, năm ngoái là có những anh chị tham gia khóa 7 ngày về đích thôi mà có những đồng chí là chuyển khối nhưng mà hên xui rồi vân vân nữa kết hợp lại với sự quyết tâm của mình vẫn được chín cộng bình thường cơ mà nhá thầy không muốn là chụp cái đấy khoe cho các bạn nhưng mà nếu các bạn thích thì thầy chụp thầy khoe cho các bạn để cho các bạn biết để các bạn có động lực hơn nhá yeah, ok bye bye mấy đứa và cảm ơn các bạn rất là nhiều à, với khóa lớp vip của chúng ta thì 21 mươi giờ mười thầy sẽ livestream ở trong group livestream nhá mấy đứa bye bye mấy đứa